Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, mới đây chiều ngày 7 tháng 10 thì Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cũng đã cho biết đã nhận được thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO phát đi cảnh báo liên quan đến bốn loại siro trị ho cảm lạnh được sản xuất tại Ấn Độ có thể liên quan đến vụ 66 trẻ em ở Gambia tử vong do tổn thương thận cấp. Và hiện nay thì Việt Nam chưa cấp số đăng ký cho 4 loại siro ho bị WHO cảnh báo. Cụ thể, qua giả soát danh mục các thuốc được nhập về Việt Nam, kết quả cho thấy Việt Nam chưa cấp số đăng ký nào cho một công ty cũng như 4 sản phẩm thuốc kho sản xuất tại Ấn Độ. Công ty Maiden Pharmaceuticals cũng đang có hồ sơ không có hồ sơ nào nộp tại cục quản lý dược bộ y tế và trước đó thì WHO cũng đã phát cảnh báo về bốn loại siro trị ho cảm lạnh sản xuất tại Ấn Độ. Kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm phát hiện được lượng diethylene glycol và ethylene glycol ở mức không thể chấp nhận được. Những chất này rất độc hại và có thể gây tử vong hoặc khiến cho người dùng gặp phải các tác dụng phụ như là đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, đau đầu, có thể gây ngộ độc và dẫn đến tổn thương thận cấp tính.